Dạ. Đợt này tôi đi cạo đầu luôn chứ làm gì nữa. Sao mày? Hả? Sao mày? Ông cho tôi kể cho ông nghe cái chuyện này dễ điên lắm. Chuyện gì? Vô đây, ngồi xuống. Tôi mới đi coi ra qua Pháp coi đá banh về. Săn vận động gì của thằng của thủ Quang Hải mà mới ký hợp đồng á. Tôi ngồi tôi coi đúng không? Thì đá hay quá mà, tôi nói là gọi là một siêu sao của Việt Nam, tôi nói là đá tôi nói là đẳng cấp luôn á, đẳng cấp tầm thế giới luôn á, bình thường nữa nha. Hay quá, tôi chăm chú tôi ngồi tôi coi đúng không? Mà tôi nói sao ông không thắc mắc vấn đề gì này ta? Mày gì? Tôi kêu tôi qua Pháp coi đá banh, Quang Hải qua Pháp coi đá banh mà sao không thắc mắc gì hết trơn à? Quán cà phê Pháp vậy, em thấy rồi mà. Quán cà phê đó rồi. Là nghĩa là đông người mà, đang ngồi coi mà, bắt đầu cái là ngồi coi hô hào, người nào là uống cà phê, người nào này nổ thuốc. Tôi nói là cái quán nó toàn là khói không à. Vỗ tay nghe bập bập kèn thổi tít tít tít, tôi cầm cái kèn bữa hổm ông làm cho tôi đó, tôi ra tôi thổi quá trời luôn. Xong bắt đầu cái kiểu mà Quang Hải suốt mà gần vô á, nó mừng nhảy chụp lum, bắt đầu cái nó cười giỡn lum, bắt đầu dò đầu dò này dò nọ lum á, người này mừng ôm vai người kia đó. Cái tôi cảm giác cái hồi nó dò dò gì mà nó dướng dướng, kiểu nó ôm nhau mừng gì kiểu mà tôi với nhau cũng mình không có lạ gì, tại vì kế bên tôi là một hớp gơ nó nhảy cái rồi nhào tôi, nó ôm vậy nè, cái nó dò đầu tôi dùng lum vậy đó. Hồi cái tôi nhìn cái đầu tôi thấy cục luôn, nước miếng miếng vậy chứ cục gì, cảm giác như là giống như nó thấy tôi, nó thèm ke chảy á, cục sữa hả? Không, kiểu như mà thèm khác nó hay chảy gì cho nước miếng phải không ta, nước miếng phải có cái mùi chứ, chảy cái gì nè ông coi nè, đi trên đầu tôi nè, hỏi mày hỏi gì nữa, dính đó, cục đó thấy à, gơm chết rồi. Ủa vậy? Xin gom hả? Xin gom rồi thôi chứ đi cắt tóc đi làm gì nữa. Tại nó dò nó ghê, dò ghê cái đã lắm, đầu tôi bùi rùi luôn mà. Đúng con nhỏ. Tôi nghĩ là con này nó chơi xấu tôi ở chỗ là dạng như khi tôi nhảy tôi ôm nó. Không. Kéo đầu nó tức nó quê rồi, bắt đầu nó lấy nhả chứ cũng đang nhai chứ gom gì đó, nó nhả nó dò hết đầu tôi nè, thấy nguyên cục luôn mà. Ai biết anh ôm cứ ấp mặt vô hai con núi ôm. Trong điều kiện đó tôi nói ông là muốn úp chỗ mô nó cũng không có quan trọng luôn. Tại số lượng người đông quá mà. Thôi nói chứ bây giờ tôi đi cạo đầu chứ sao vậy? Không ai cạo mà đi cắt đầu đinh, cắt đầu y nhông đó. Thôi em chia sẻ anh cái này hay lắm nè anh cả. Sao nữa? Em thấy mọi người hay dính xin gom vô tóc, mọi người hay chùm đá gỡ ra. Cái gì ta? Gì? Yeah. Quán cà phê thì không thấy đá là nhiêu. Ừ. Tôi chùm nguyên một cục đá tôi bỏ lên đây nè. Rồi ok. Còn một cái mẹo nó rất là hay của một giáo viên mầm non chia sẻ. Ở đâu à? Hử? Ở đâu à? Một cô giáo viên mầm non chia sẻ. Cô giáo viên mầm non chia sẻ như thế này. Tại vì mấy đứa nhỏ học sinh mà, nó hay ăn xin gom, nó dính kẹo xin gom vô đầu là chuyện bình thường thôi. Đúng rồi. Mà làm sao mà gỡ ra? Thì về nhà mẹ toàn cắt tóc không biết làm gì sao mà gỡ ra được. Giờ gỡ đá làm sao ra được? Nhất là gì đứa con gái thì chịu thôi. Chỉ chịu khó chườm đá làm từ từ mất cầm cả tiếng đồng hồ để gỡ ra, chứ cắt đầu con gái để tóc dài lâu cũng tội, cắt ngắn cũng tội. Đó, cô đó mới nghĩ ra một cách hay, đó là gội đầu là ra được à? Tông gội đầu được rồi, anh đổi ở đó, anh vuốt ngay chỗ đó là nó ra liền. Đây là một cái kinh nghiệm của một cô giáo mầm non chia sẻ cho mình, chia sẻ rộng rãi đến gia đình của mình. Cô đó có chồng chưa? Cô đó có chồng rồi. Có con chưa? Có con rồi. Tưởng đâu chưa có, ông giới thiệu tôi đi. Có rồi. Đó, chia sẻ anh cứ làm thử được không? Xem cô chia sẻ đúng không? Đúng thì cũng cảm ơn cô rất là nhiều đã chia sẻ một kinh nghiệm quý báu để cho đại gia đình mình. Nếu mà không đúng đúng không? Ừ. Ông lấy cái kéo á, ông sọc ngay đây nè. Cái ông quay lại. Cái tôi xuống dưới đó cái chỗ nào cô giáo dạy á, cắt tóc cô giáo dán qua. Rồi ok. Ok nha. Lấy xà bông bồi đầu đúng không? Xà bông bồi đầu. Xà bông miền nào cũng được hết. Xà bông nào cũng được. Rồi ok. Em chia sẻ cho anh ấy mọi người nè. Nếu được thì mọi người hãy làm thử xem sao nha. Nếu mà gặp trường hợp này thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ cho xà bông giặt đồ lên đây. Rồi ông gội đầu lên đây. Đó. Rồi ok. Chúng ta sẽ xoa lên và chúng ta vuốt. Hả? Nó từ là sẽ ra liền à. Hả? Nên nhớ vuốt từ từ, chúng ta đi từ từ thôi. Ông vuốt hồi rụng tóc tôi hết. Đó, đó là một khớp nè. Đó, một cục ra nè. Đó, ra một cục nè. Xong. Ra không? Đơn giản lắm. Ra tóc từ từ thôi. Hả? Ra cục này nè. Xin gom những cỡ này đây bảo sao. Mà sao nó giò dữ vậy? Chắc anh
anh áp cho dữ quá thì nó dò vô đó ra hai cục nè. Ông dò từ thôn dò cái đất tóc của sao? Để tôi chùa đây xíu cho đỡ dính nè. Hai cục. Đây là cách đơn giản nhất để giúp cho mọi người gỡ sinh gom dính tóc ra, không cần phải chườm đá. Đó, chúng ta chỉ khó tách từ từ và chúng ta vuốt ra đó. Đó, vuốt nó trơn ra đó. Ra không vậy? Ra hết. Ra hết luôn à? Đó, đó, đây nè, mọi thấy không? Để chùa ra đây cái. Đó, đây là khó để vuốt ra, xước ra vuốt. Nó xước ra vuốt đó. Nó ra hết luôn nè. Ra thiệt không? Ra thiệt. Ủa chú hay vậy ta? Chợ cô giáo mầm non mà trường tiếp xúc với mấy đứa trẻ tình nghịch á, nó hay ăn xin gơm á, nó nhổ đầu bạn đó à. Bạn đi mét cô đó, giờ cô phải gỡ ra cho nó, cho nhìn tóc nó để nó kỳ đó, vuốt ra đó sạch sẽ luôn à, cứ đổ xà bông lên là vuốt 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 xuống nha. Đó, đây cục nè, chúng ta làm từng mảng một thôi chứ đừng ôm cục đó. Vuốt cầm kéo ra có ra thì không thần ra đóng luôn xong ra nó ra nè, khúc này ra nè, vuốt tiếp đó ra nè, thấy không đó, bên đây còn cục này nữa không, đâu mà nhiều cục vậy trời, nó nhè nhét ra luôn hả, sao không trơn ra hết hả, đủ đó, có đây cục nè, thấy không, vuốt đó ra được cục nè, ra đó hả, ra hết luôn hả, hết luôn rồi đó. Đó, xước ra. Cho hay ra. Đó, xước ra. Đây, còn cục nè, đây còn miếng nè. Đâu dữ vậy? À, bị anh lầy quá chứ, anh úp máng thì phải chịu thôi rồi sao? Đó, 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 đó. Đó. Bây giờ anh có cái lược á, anh chải là nó ra theo cái lược liền luôn rồi. Ủa, nó còn dính tóc nữa hả? Dính tóc, nhưng mà nó ra hết rồi. Để anh gội đầu cái nó ra đi hết thì lấy lược chải á. Vừa đầu có xà bông được chải vuốt ra liền, tại vì sao không thấm vô đó, đó ra hết luôn rồi đó. Hết thiệt hả? Ừ. Cứ vuốt xuống vậy hả? Ừ. Còn không? Còn ít. Nó vuốt keo lên đó, vuốt xà bông lên. Nó cứ nếu mà nó khô thì mình đổ miếng xà bông lên mình vuốt tiếp. Đó, vuốt ra hết à? Xà bông nó lấp không dính. Hả? Ra không? Ra hết luôn, đâu nó còn gì đâu mà. Nãy mọi người coi mọi người thấy rõ luôn à. Ra từng mảng nhanh luôn. Nó. Nó. Hết rồi. Hết rồi. Đồ hay vậy ta. Thấy xà bông anh chải sơ quá là xong rồi. Hết rồi. Lấy lược chải sơ quá là xong rồi đó, xong hết rồi đâu nữa. Đồ hay vậy ta. Rồi cái cục xương gom đâu? Lưng anh nè. Đồ anh nhiều dữ vậy? Thì đó nè, xà bông xương gom đây này đó. Đó, đơn giản vậy thôi. Sạch sẽ luôn hả? Sạch sẽ luôn. Không thì anh gội đầu lại, lấy lược anh chải sơ qua lại xíu. Đùa hay quá ta, cô giáo hay quá. Cô giáo đó ở đâu vậy? Bên đây á. Đó, gội đầu lại. Còn không? Hết rồi. Còn xíu xíu ở đâu mà. Lấy lược chải à. À. Không sợ hay lát nó hết bông dính lại không nha. Không, lôi hết ra đằng đâu nữa. Cảm ơn cô giáo. Thấy không? À. Đó, em chia sẻ cái kinh nghiệm của cô giáo chia sẻ. À, cách gỡ xà bông dính đầu đơn giản dành cho mấy trẻ nhỏ bị dính nha. Nếu ai gặp trường hợp bị sự gom dính đầu có thể làm như vậy rất là ok nha, không cần phải vuốt đá chi cho nó cực nha, lấy xà bông vuốt là ok rồi. Nếu đăng ký bật chuông và hẹn gặp lại tất cả clip sau.